Xin chào các bạn, hôm nay mình lại hướng dẫn các bạn cùng làm món cà pháo muối sổi ăn liền nhé các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi đã làm xong. Đây có thể là gọi là món cà dầm tỏi ớt đấy ạ. Trông rất là ăn bắt mắt và ăn rất là trôi cơm đấy các bạn ạ. Đây là sản phẩm của mình sau khi đã làm xong. Các bạn cùng thưởng thức và làm theo video của mình nhé. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách làm như sau. Nguyên liệu đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị, đó là cà pháo. Các bạn chọn quả vừa phải, đừng non, đừng già quá. Và đây là ớt và tỏi. Thì với lượng các bạn là ăn không cay thì các bạn chỉ cho 2 quả ớt thôi trong một bữa ăn. Ví dụ các bạn là làm khoảng 2 lạng cà thì các bạn cho 2 quả ớt thôi nhé. Và lửa củ tỏi thôi ạ. Và một chút giấm, và một chút đường nữa. Và một chút muối tinh. Và các bạn chuẩn bị một chút nước lọc, nước trắng đấy ạ. Và trong cái nước trắng này thì các bạn nên pha một chút muối vào nhé. Cà muối hay là cà dầm là một món ăn rất khoái khẩu của người Việt Nam mình. Do vậy mà hôm nay nhà mình muốn ăn món cà dầm, do vậy mà mình làm để mình phổ biến cho các bạn. Có rất nhiều cách làm nhưng đây là cách của mình được biết. Thì mình xin chia sẻ cùng các bạn nhé. Đấy, quả cà các bạn mua về các bạn cắt núm đi, sau đó các bạn bổ làm tư ra. Cắt làm bốn đấy ạ. Bởi vì đây là một món cà ăn sổi, do vậy mà mình không nên để cả quả. Cả quả thì nó sẽ không ngấm được gia vị ạ. Đấy, sau khi cà mình đã cắt xong, và các bạn nên cắt xong là các bạn thả luôn vào nước muối đã pha loãng nhé. Đấy, các bạn có thể ngâm từ 2 đến 3 phút. Thì để cho nó ra hết cái nhựa đó. Sau đó các bạn rửa lại. Thì bây giờ trong thời gian chờ đợi đấy thì mình đi bóc tỏi và cắt ớt nhé. Đấy, mình chỉ dùng 2 quả ớt thôi. Đây là mình dùng 2 lạng cà, cho vậy mà mình pha 2 quả ớt. Nếu gia đình các bạn không ăn cay được thì các bạn chỉ dùng 1 quả ớt thôi nhé. Tỏi cũng vậy. Tỏi thì có thể các bạn cho 1 củ hoặc nửa củ. Nghĩa là tỏi để làm cho cà bị trắng và rất là thơm ạ. Đấy, tỏi thì các bạn có thể mà bóc vỏ ngoài. Thì các bạn làm đây mình dùng nửa củ tỏi thôi ạ. Sau khi đã bóc xong thì các bạn dùng búa các bạn đập dập ra và băm nhỏ ra. Còn quả ớt này thì các bạn thái sau đó bỏ hạt đi. Bởi vì dùng ớt thì rất là cay đấy các bạn ạ. Do vậy mà các bạn cẩn thận để các bạn đi găng tay vào. Bởi vì cái ớt này nó mà dính vào tay mà nếu mà ớt cay thì rất là nóng đấy ạ. Rát. Đấy, các bạn bỏ hạt đi rồi các bạn cắt nhỏ nhé. Không biết các bạn thì sao nhưng với mình ăn ớt là mình rất sợ cái hạt đấy, bởi vì mình không ăn được cay nhiều. Do vậy mà khi nào mình làm ớt là mình cũng phải bỏ cái hạt đi. Các bạn nên nhớ rằng là mình muối cái cà này thì để có vị gọi là chua cay đấy ạ. Do vậy mà các bạn dùng ớt cay, các bạn không nên dùng ớt chua nhé. Nếu mà tùy thuộc vào khẩu vị mình ăn không được cay thì mình cho giảm bớt ớt đi. Đấy, cái tỏi này bây giờ mình dùng búa mình đập dập nó ra. Bởi vì là mình muối cà, do vậy mà mình cần cái dịch, cái nhựa của tỏi, do vậy mà mình nên dập ra thì nó ra rất là nhiều cái nhựa, các bạn không nên thái.
Đấy, mình đập dập như này này là nó ra rất nhiều nhựa, và khi mình muối cái cà nó không bị thâm và nó rất là thơm. Đấy, sau khi mình đã đập dập ớt và đập dập tỏi và ớt đã thái xong thì bây giờ mình đi sửa, thì mình lấy lại cái cà đấy để mình vớt ra. Vớt ra thì các bạn nên là vớt ra cái nước nó ra rất là nhiều nhựa. Do vậy mà các bạn rửa đi rửa lại khoảng 1-2 nước cho đỡ khỏi nhựa, thì đến khi mình ăn nó không bị ngái các bạn ạ. Đây là mình rửa hoặc là mình đổ cái nước nhựa này đi. Các bạn luôn luôn nhớ rằng là khi mà mình rửa nước thì các bạn nên rửa bằng nước muối pha loãng nhé. Thế mình lại còn chuẩn bị một ô nước nữa và mình pha, mình bỏ muối vào đấy. Các bạn rửa đi. Sau đó các bạn vớt ra. Vớt ra và các bạn dùng nước phích nhé, nước sôi đấy ạ. Các bạn trần cà, các bạn trần thật nhanh và các bạn đổ đi nhé. Để trần thế để giảm bớt cái, thật ra là cái cà này nó ăn là thì mọi người cũng theo truyền tay nhau là cái cà này ăn nó cũng độc. Nhưng mà do là cái khoái khẩu và khẩu vị của người Việt Nam ta, do vậy mà mình vẫn cứ ăn. Nhưng mà mình ăn với số lượng ít thôi. Thế sau đó các bạn trần nhanh. Các bạn dùng đũa các bạn đảo lên đảo xuống. Các bạn đừng ngâm lâu quá nhé, chỉ trần khoảng 2 phút thôi. Đấy, sau đó các bạn chắt đi. Đấy, dùng cả thời gian đổ nước vào và đảo đi khoảng 2 phút thôi. Không đầy 2 phút, hơn phút thôi. Đấy, các bạn đảo lên đảo xuống ấy là các bạn nọc, đổ bỏ nước ấy đi. Thế mình đã bảo là các bạn là nọc nước sôi để bớt cái nhựa của nó đi đúng không ạ? Bớt cái độ ngái của cà đi. Đấy, sau khi mình trần, bởi vì mình trần như này là vẫn còn độ giòn, không phải hết độ giòn đâu các bạn ạ. Mình trần nhanh mà. Đấy, sau khi đã xong rồi thì các bạn bắt đầu pha nước để các bạn cho vào nhé. Thì các bạn cho 2 thìa muối tinh này, 2 thìa nhỏ các bạn nhé, 2 thìa sữa chua thôi ạ. Vì cái cà này mình muối ăn ngay, do vậy mà mình không nên muối mặn quá. Bước tiếp theo là mình cho giấm. Mình cho 2 thìa giấm. Tùy các bạn, nếu các bạn có nhu cầu ăn mặn hơn, đậm hơn một chút thì các bạn cho thêm một chút muối nữa. Mình cho 2 thìa đường các bạn ạ. Bởi vì cái này thì bao giờ cũng có độ ngọt và độ chua hơn với độ mặn đúng không các bạn? Để dễ ăn hơn. Sau đó các bạn chuẩn bị một ít nước lọc nhé. Gọi là nước sôi để nguội đấy ạ. Đấy, các bạn hòa vào. Thì mình ở đây mình dùng 2 lạng cà này. Thì mình dùng 2 quả ớt, nửa củ tỏi, 2 thìa cà chua muối tinh, 2 thìa đường. Và mình dùng 200ml nước lọc. Thì các bạn quấy đều hết, tan hết đường muối ra thì các bạn đổ vào. Nếu mà các bạn thấy nó chưa ngập cà thì các bạn đổ thêm một chút nước nữa vào nhé. Cho thêm khoảng 50ml nước nữa. Thì các bạn nêm thêm một chút muối nó vào để cho nó ngập cà để đỡ khỏi bị thâm đấy ạ. Như các bạn đã biết, nếu mà muối cà mà mình để hở nước ra thì nó rất hay bị thâm. Thế các bạn để như vậy, nếu các bạn buổi trưa ăn thì các bạn trộn buổi sáng đi, thì đến trưa là có một bát cà rất là ngon. Đấy là mình để cái đĩa lên để cho cái nước nó ngập dưới cà. Cái nước nó lên nó ngập cà đấy ạ. Mình đặt cái đĩa lên. Thế sau đó là mình để khoảng từ sáng đến trưa khoảng 4 đến 5 tiếng, có thể 6 tiếng. Các bạn cứ để ngập nước như vậy thì các bạn không sợ bị thâm ạ. Đấy, sau khi mình đã, đấy mình đặt xuống như vậy. Sau đó mình để từ sáng đến trưa hoặc đến chiều các bạn ăn. Đấy, sau khi mình đã ngâm xong, sản phẩm của mình được ngấm gia vị. Mọi thứ đầy đủ, thưởng thức rất là tuyệt vời đấy các bạn ạ. Như nhà mình trong những ngày hè nắng nóng là mình chỉ cần cà và một chút nước canh rau muống
và một thức ăn gì đấy là rất là ngon cơm đấy các bạn ạ. Thế mình chúc các bạn làm và thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ ấn like và chia sẻ kênh giúp mình nhé.